Nhìn cái góc này đẹp thật đấy. Lên ảnh lúc nào cũng đẹp. Này mới cả cái cây này, ôi cây này như nó rụng bớt lá sao nhỉ? Nó rụng bớt rồi chị ạ. Được thay lá. Ừ. Mùa thu mà. À, hay cơm bên kia ngon đâu, xa thử. Không biết. Thử không? Sợ không ngon thôi. Bên này bán cơm à? Ừ. Anh Linh bảo hôm nào sang bán ăn thử. Anh Linh sợ ai mua cơm đấy về. Mà chị cũng chưa ăn lần nào, chị cũng không biết. Súp. Súp đâu? Súp ở đâu? Súp ở gần hàng tre. Ừ. Ừ. Anh đi dép nào? Muốn đi dép nào gì? Đi dép nào? Nắng không? Nắng không? Nắng? Nắng không? Trời này không hề nắng. Ai vậy? Trời này không hề nắng. Đây của em á. Trời này không hề nắng. Ở đây thì lúc nào nó cũng thế em. Ở đây nó được cái râm mát ấy. Không nào. Ừ. Bà bảo từ tí đến mình bảo nắng như thế em bảo nắng. Bảo nắng. Bà bảo không, trời này không bao giờ nắng. Lần đầu mình thấy trời nó nắng quá. Mà có người lại bảo là có trời này không. Chị ngồi vào sốc trong ngang. Ngã đó. Sốc ngang. Sốc em cũng ở sốc. Rõ ràng là đang nắng.